sáng ngày 26 tháng 1, anh Vũ Đức Hùng, trú tại phường Phúc Tân, quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết, sau gần một ngày, đêm mất tích hiện gia đình vẫn chưa tìm được con trai, mặc dù đã báo cơ quan công an cùng vào cuộc tìm kiếm. Hình ảnh hai cháu bé đi cùng nhau được trích xuất từ camera. Theo chia sẻ của anh Hùng, con trai anh 5 tuổi hiện đang sống ở nhà bà ngoại tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đột nhiên mất tích vào chiều ngày 25 tháng 1. Ngay sau khi không thấy con, cả gia đình đã huy động người đi tìm suốt đêm, đến rạng sáng ngày 26 tháng 1 vẫn chưa có thông tin gì. Anh Hùng thông tin thêm, vào chiều ngày 25 tháng 1 sau khi không thấy con, gia đình có xem nhờ camera ở nhà hàng xóm cùng ngõ thì phát hiện, con trai anh đi dùng một bé gái 10 tuổi ở trong xóm. Hiện gia đình bé gái này cũng đang tổ chức tìm kiếm cùng lực lượng chức năng. Theo hình ảnh quan sát qua camera, con trai anh Hùng khi đi mặc áo vàng, không mang theo tư trang cá nhân, trên tay chỉ có hai hộp sữa và đi sau một bé gái 10 tuổi có đeo cặp màu hồng, thời gian rời khỏi nhà khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 1. Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, xác nhận có sự việc trên và đã nhận được trình báo của gia đình. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai tìm kiếm suốt đêm nhưng chưa tìm thấy cháu bé. Hiện gia đình và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Được biết, hoàn cảnh anh Hùng rất éo le, bản thân tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ tôi đi bước nữa nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Khi con lên 3 tuổi thì vợ tôi mất, sau đó tôi đã gửi con về nhà ngoại. Tôi vừa đi làm vừa cùng bố mẹ vợ chăm sóc con, anh Hùng nói. Theo Lê Phương, khám phá.